Ok, hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Rất vui gặp lại anh em ở video tiếp theo này. Đó, hôm nay thì mình tiếp tục làm cái video tập 2 của công trình, đó là đi đào đất móng lột cọc các bác nhá. Hiện tại thì bây giờ cái công trình của mình đã ra đến gần những ô cuối cùng rồi. Thì vừa mới đào thêm một khoảng quay cái máy số nhỏ của vỏ trái đất ở cái ô thôn này. Thì bây giờ mình sẽ đào từ ô này mà ra cái ô phần chỗ máy mình đang đứng các bác nhá. Đó, hiện tại thì bây giờ mình đã moi ra hở ba cái cọc ra đây rồi nhưng mà chưa làm sạch được. Đấy. Thế mà nó sạch thì nó sẽ như cái cọc bên này các bác nhá. Đó, bây giờ xe nó vào rồi thì mình sẽ lên xe để xúc đất coi nhé. Do là bây giờ cái thời tiết nó nhiệt độ nó lên cao thì cái máy của mình nó đang rất là nóng, bây giờ hiện tại đang 86 độ này. Bây giờ mình tắt cái quạt này đi cho các bác một chút. Đây thì ở cái bên cạnh này thì mình sẽ phải đào hết cái đường đất này ra. Thì phía bên ngoài thì mình cũng sợ nó là có một ít cái đường ống nước ấy các bác. Chính vì vậy là mình sẽ gọi là vừa đào vừa lựa xem tránh nó ra, bởi vì sát cái mép này nó là cái vỉa ba toa. Đấy, cái nền đường, cái lòng đường này nó ở trong kia mà. Không hiểu cái xe này nó đâu cái kiểu gì. Đào này này, chỗ chú ấy với cái cô kia đang bẻ ống nước kia kìa. Nó là cái đường ống nước lúc này nó chạy ở cái mép của cái đít xe ô tô này, này chạy theo cái mép này. Cái đất này ra ngoài móc được bao nhiêu thì được, còn không được thì cô Luận với lại chú kia chú ấy sẽ sửa nốt anh em nhé. Những cái đầu cọc nó thấp như thế này thì hầu như là mình moi được hết rồi, thì còn lại một ít thôi. Du à, đứng luôn chéo vào đấy, cho cái đầu nó ra đằng kia nhá, đít lên đây này. Lát nữa mình sẽ quay ra để mình múc luôn cái ô ở phía đằng bên này. Bây giờ hiện tại là không còn xe nào chở ở phía ngoài nữa, lúc này có 3-4 xe chở các bạn. Nhưng mà bây giờ là đi đổ hết rồi. Đấy, chỗ này là nó có một cái móng đá. Và mình phải múc hết những cái đá xung quanh đi, để lại cái đất thôi, để san ra thôi. Gạt hết những cái bài ấy ở trên này rồi. À. Xe của chú Dung dưới đỗ như thế thì lát nữa mình quay ra xe này đủ đủ phát đi một phát là mình sẽ có xe ở bên kia để mình xúc luôn. Vào luôn theo cái móng này để nó hở một cái đường răng gầu ở phía bên ngoài này. Đấy, còn lại ở phía bên trong cột thì lát nữa sẽ dùng thủ công để san nó ra là vừa. Ok nhanh nhá. Đấy, mình sẽ quay lại để mình. Đấy, lát nữa đứng đây là xúc luôn lên đây thôi. Nó vào cái móng đá sao mà múc có vẻ thế nó nặng lắm. Ra phía ngoài này, ở phía bên kia thì nó không có cột thôi nhỉ? Như thế như ở bên này nó có cột thì sao? À, chỗ này nó có một cột đấy nhỉ? Này nó có một cột ở đây nữa này.
chỗ này thì đoạn này thì nó chỉ có đường dầm thôi anh em nhé. Và có một cột, chắc là một cột đỡ ở chỗ này thôi, bởi vì cái vé bên kia thì mình không thấy gì cả. Chắc là bên ngoài này là nó có một cái cửa ở kia, là người ta làm thêm một cái cột vào đây thì để gọi là dạng như kiểu là đỡ nó và tăng cường lên cái độ khỏe. Ai giờ hai cọc đi chứ. Nhưng mà ở bên này là ở bên kia là không thấy có cái đài nào. Sao bên này nó có cọc mà bên này là không có nhỉ? Máy nó làm thì chịu khó là để nó xa xa mà gọn gọn nó vào một tí. Cái mép của cái bờ mép ấy thì là sẽ ok, là đủ rồi. Cái này tự dưng nó lại mọc thêm ba cái cọc ở đây nữa. Mình sẽ lùi lại tiếp anh em nhé, lùi lên tận cái góc bàn này. Xe cũng gỗ chán thất ấy. Tiến lên tí rồi anh ạ. Lần sau cái thế xe nó đứng như thế này thì mình đỗ dọc như này vừa đi lại dễ mà máy xúc cũng dễ. Tự dưng cái lúc không cần thì lại đứng đỗ ngang rồi đấy. Hay. Bây giờ sang cái đài chỗ này anh em nhá. Đài kia là nó ở khu khu này này. Đó. Khu này. Mình cào xem nó chính xác là nó ở chỗ nào. À, chính xác là ở mép này anh em. Thì cái đài kia là khả năng nó bị lệch, đây đây, nó bị lệch ra ngoài một chút. Đó, cái đó là cái cọc đấy. Thế thì cái đài ở bên này như thế là đúng rồi anh em nhá. Hơn nữa là mình ấy sang là vừa thôi. Chú nhận là cái gì? Ô, cái này mình nóng quá, mình bật cái quạt lên đi. Thank you.
có 3 cọc. Bảo đỗ vuông rồi kia, cái xe này đỗ vuông ạ. Cái này thì không biết là sau này cái đường rộng đường tìm nó đi có đâu. Cái góc này là đẹp. Xoay máy lại anh em nhá. Chứ nếu mà đứng như thế này thì nó sẽ hết đất lắm. Hết đất thì không có chỗ xúc. Ok quá nhá. Nó mình xoay cái máy lại nó là đầy cái xe này là xúc nó khoảng độ 2 xe nữa là ok. À nó còn một đống đất ở một cái bên ngoài kia nữa. Bắn máy ra để sửa lại cái ô này. Đấy, bắn máy nó vô rồi đây. Giờ chỗ này là nó vẫn còn cái ô kia là vẫn phải vào xử lý. Nốt cái phần ô này, phần góc này. Cô ai buộc cái dây vào căng nhưng nó đủ chưa? Có thiếu thừa thiếu đâu không? Cô lại đây, căng cái dây trắng lên xem nó có thừa thiếu đâu không? Mình mới mồi móc ở trong cái thân của cái hố đài kia.
Đá đá này thì em sẽ bỏ hết số để múc vô đi nhá. Xe này đỗ vào đây thì máy đi đâu? Làm gì có đất đâu mà ấy vào, đỗ bên này này. Không mà đỗ, đít máy đây thì máy đi có đâu được. Trên này có dây điện anh em nhé. Gần quá, ra ngoài tí đi. Gần quá, ra ngoài nữa đi. Đó, bây giờ thì bấm là sang mép về đây nhá. Xe của cô cho ra chỗ khác đi. Xe máy này. Cái khoan này cho ra mép đường ấy nhá. Đây cái xe ấy này còn mấy cầu nữa anh em nhá.
đấy ở chỗ này để múc những cái ba cái cọc ở đây. Đó, cái video này của mình nó khá là dài rồi đấy các bác ạ. Thì bây giờ mình xúc lốt đầy cái xe này. Nhưng mà xe nó đi thì mình sẽ xin kết thúc video anh em nhé. Này để cho nó ở cọc bây giờ này. Này nó có ba cọc anh em nhé, ba cọc là cái cọc trung lực đấy và ba cái cọc chỗ này nữa. Chỗ này nó là hình dạng như kiểu hình tam giác ấy anh em, không phải là góc vuông. Đổi lại chút. Ok. Vâng, đào chéo luôn cho nó gì? Đào chéo luôn, cái đài vẫn phải đủ. À vâng, đài cháu vẫn đào to ra. Thôi thì mình chào anh em nhé, hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé.